Giả sử bây giờ như vậy nè, các em lưu ý như vậy, ở trong đây mình đã có cơ sở dữ liệu rồi, mình muốn nộp, thầy muốn nộp là nộp cả file backup nè, file MDF, file log này luôn. Không? Còn nếu mà mình không detach á, thì mình chỉ nộp được mỗi file này thôi. Không? Thì lưu ý là nếu mà mình không detach được thì mình phải tắt SQL, mình mở lại nha. Rồi coi nha, thầy sẽ chỉ các em detach là nhấn chuột phải nè, tab nè, thấy chiếc detach này không? Nghĩa là cái này chỉ tiếng Việt là gỡ bỏ ha, gỡ nha, thấy không báo lỗi gì hết là ok, được em không? Rồi sau đó mình mới nộp bài, mình sẽ copy, mình giả sử mình nộp lên màn hình hoặc là nộp lên máy thầy, thì khi mình copy như vậy á thì nó sẽ không bị mất file, nó có đầy đủ luôn, được chưa? Rồi có thể là bây giờ hoặc là các em học môn này cuối giờ các em muốn lấy cái cơ sở dữ liệu này về để các em làm bài tiếp vào nhà, thì các em mang về nhà các em gắn lại bằng cách là các em nhấn chuột phải nè, là chọn start nè, gắn lại nha, cái này tiếng Việt là gắn lại á ha. Rồi bấm vào đây, mình chọn vô cái này, ở đây thầy là ở đâu, ổ đi D đúng không em, thầy chọn file MDF thấy không, đây thầy nói file là file gốc nè, không file chính á, ok cái thấy chưa, là gắn lại không, được chưa các em? Rồi ha, rồi bây giờ tiến hành làm có được rồi, xong đó dạy lao rồi vào thầy chỉ tiếp nha.